chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Tổng Bí thư Tô Lâm lại tiếp tục thách thức Bắc Kinh. Nội tình của Đảng Cộng sản Việt Nam đang có dấu hiệu lại trở lên thời kỳ chia rẽ sâu sắc như trước đây. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm bất ngờ đến thăm huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng được công luận đánh giá là thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Trong khi đó, sau ông Lương Cường mới đây, trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc bất ngờ lại đi gặp ông Tập Cận Bình mời sang Bắc Kinh. Ông Phan Đình Trạc là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và hiện là người cầm đầu phe Nghệ An, được cho là rất thân thiện với Trung Quốc. Đồng thời, ông Trạc vốn là một đối thủ chính trị của Tổng Bí thư Tô Lâm. Hai hoạt động trái chiều của ông Tô Lâm và ông Phan Đình Trạc kể trên trong mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho thấy sự bất đồng về chính sách đối ngoại đối với Trung Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn chưa được hóa giải. Mặc dù Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đều theo đuổi con đường chủ nghĩa xã hội, đồng thời có nhiều điểm tương đồng trong chính sách đối ngoại, nhưng rõ ràng những bất đồng đáng kể liên quan đến vấn đề Biển Đông giữa hai đảng là điều không thể chấm dứt nếu Bắc Kinh vẫn giữ thái độ lấn lướt với Hà Nội như hiện nay. Đảo Bạch Long Vĩ là một trong những đảo tiền tiêu của Việt Nam. Chuyến thăm của ông Tô Lâm đến đây được coi là lần đầu tiên một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đặt chân đến hòn đảo này. Đến tháng 1 năm 1957, đảo Bạch Long Vĩ được Trung Quốc bàn giao lại cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là sự kiện đáng chú ý. Đảo Bạch Long Vĩ nằm ở một vị trí đặc biệt trong khu vực Vịnh Bắc Bộ, cách thành phố Hải Phòng của Việt Nam 110 km và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc 120 km. Trong Hiệp định Phân định trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc với Vịnh Bắc Bộ được ký kết vào năm 2000, đảo Bạch Long Vĩ được thừa nhận là của Việt Nam. Mới đây nhất, vào ngày 1 tháng 3, phía Trung Quốc lại bất ngờ đưa ra yêu cầu phân chia lại đường ranh giới chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Vịnh Bắc Bộ. Đồng thời, Trung Quốc đã xác định 7 điểm tạo thành đường cơ sở mới nhằm tuyên bố thêm lãnh hải của Trung Quốc trong khu vực này. Động thái này đã gây quan ngại cho Việt Nam. Ngay lập tức phản ứng trước tuyên bố của Trung Quốc ngày 14 tháng 3, bà Phạm Thị Thu Hằng, đại diện phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng phản đối, nhấn mạnh rằng Trung Quốc phải tôn trọng và tuân thủ Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ vào năm 2000 giữa hai nước và Luật Biển Quốc tế vào năm 1982. Việc Trung Quốc đơn phương công bố đường cơ sở mới trong Vịnh Bắc Bộ, theo giới quan sát sẽ ảnh hưởng đến quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, cũng như tình hình an ninh trên Biển Đông. Theo giới phân tích, Trung Quốc không thể tranh chấp chủ quyền với Việt Nam về quần đảo Bạch Long Vĩ. Đồng thời, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và Tổng Bí thư Tô Lâm nói riêng luôn xác định việc bảo vệ chủ quyền trên biển đảo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đặc biệt là vấn đề tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc. Trước khi trở thành chủ tịch nước, ông Lương Cường đã sang thăm Bắc Kinh theo lời mời của ông Tập Cận Bình trong một chuyến đi đầy tất khuất. Trước đó, vào trung tuần tháng 9 năm 2024, phe thân Trung Quốc trong ban lãnh đạo của Việt Nam dưới sự dẫn dắt của các tướng lĩnh quân đội thuộc khối Tuyên Huấn đã tạo ra các áp lực rất lớn. Đồng thời, ban lãnh đạo Bắc Kinh đã thể hiện rõ thái độ không hài lòng với ông Tô Lâm. Theo giới quan sát, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phải hết sức cẩn trọng trong khi ông Phan Đình Trạc trở về từ Bắc Kinh. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Tổng Bí thư Tô Lâm lại tiếp tục thách thức Bắc Kinh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Lương Cường đập vỡ nồi cơm của Tô Lâm để lấy lòng Bắc Kinh, ai là người thiệt hại hơn? Vào ngày 15 tháng 11, truyền thông quốc tế đưa tin Chủ tịch nước Lương Cường trong bài diễn văn tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Peru đã đưa ra một thông điệp cảnh báo về nguy cơ chiến tranh thương mại trên toàn cầu. Đây được cho chỉ là một chỉ trích mạnh mẽ nhất với Tổng thống Donald Trump sau khi ông tái đắc cử lần thứ hai. Ông Lương Cường là chính khách số 2 của Đảng Cộng sản Việt Nam và được đánh giá là nhân vật thân Bắc Kinh. Đồng thời, những tuyên bố mang tính thù địch với Hoa Kỳ của ông Lương Cường cho thấy chủ trương chống Mỹ thân Trung Quốc bộ phận không nhỏ giới chức lãnh đạo Việt Nam. Bên cạnh đó, đã có các xác nhận cho rằng Chủ tịch nước Lương Cường mượn diễn đàn tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Peru.
để trút sự giận dữ đối với ông Trump. Điều đó có liên quan gì với vụ việc cảnh vệ của ông Cường bị bắt ở Chile với tội danh là quấy rối tình dục hay không? Nhiều nghi vấn cho rằng khả năng cao là có bàn tay của một lãnh đạo cấp cao có ảnh hưởng rất lớn với Bộ Công an Việt Nam, cũng như liên quan đến dự án tỷ đô của tập đoàn Trump tại tỉnh Hưng Yên, quê nhà của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đây là một dự án bao gồm cả hai hệ thống sân golf 54 lỗ cùng với một mạng lưới khách sạn, khu nghỉ dưỡng và khu dân cư phức hợp cao cấp. Theo giới phân tích quốc tế, dự án kể trên sẽ chẳng được quan tâm nhiều như thế nếu ông Donald Trump không tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ hai, cũng như nếu Hưng Yên không phải là quê của ông Tô Lâm. Việc tổng thống Donald Trump tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai là điều ban lãnh đạo Bắc Kinh hoàn toàn không mong muốn. Ở nhiệm kỳ đầu tiên, tổng thống Trump đã tạo ra quá nhiều bất lợi Trung Quốc thông qua cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, khiến cho nền kinh tế của Hoa Lục bầm dập đáng kể. Do vậy, phản ứng của Chủ tịch Việt Nam ông Lương Cường tại hội nghị thượng đỉnh APEC dứt khoát không thể loại trừ khả năng để bảo vệ quyền lợi cho Trung Quốc. Điều đó chắc chắn sẽ khiến cho Donald Trump và các đối tác không hài lòng. Động thái vừa kể trên của ông Lương Cường đã nhất tiễn hạ song điều, vừa lấy được lòng họ Tập tại Trung Nam Hải, đồng thời phá vỡ mọi nỗ lực của Tổng Bí thư Tô Lâm với ý đồ đưa Việt Nam xích lại gần với Mỹ và phương Tây nhiều hơn. Sau khi nắm quyền, một số các lãnh đạo hàng đầu của chính phủ Việt Nam thường nỗ lực thúc đẩy đầu tư tại quê hương nhằm thay đổi bộ mặt quê nhà là điều dễ hiểu. Như cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với tỉnh Quảng Nam hay như ông Ba Dũng ở tỉnh Cà Mau với tổng vốn đầu tư đến tới hàng trăm triệu đô la. Nhưng dự án của tập đoàn Donald Trump tại tỉnh Hưng Yên, quê nhà của Tổng Bí thư Tô Lâm, không đơn giản chỉ có như vậy. Dự án này có liên quan trực tiếp đến tân Tổng thống Hoa Kỳ thứ 47, ông Donald Trump, nên ông Tô Lâm và phe cánh chắc chắn còn có các lợi ích về chính trị. Theo nhà báo David Hood, ông Tô Lâm cùng phe cánh chính trị thông qua dự án này sẽ giành được ảnh hưởng lớn đối với chính quyền Mỹ sắp tới đây. Đây là điều Bắc Kinh và bộ phận chiếm đa số trong nội bộ lãnh đạo Việt Nam thân Trung Quốc hoàn toàn không muốn như vậy. Trong lúc nhà nước Việt Nam những năm vừa qua đã và đang vận động chính phủ Hoa Kỳ công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, nhưng vẫn chưa thành công. Đây là điều có ảnh hưởng rất lớn đến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ khi kim ngạch đang tiếp tục tăng cao. Ông Lương Cường không ý thức được rằng việc tìm mọi cách để đập vỡ nồi cơm của ông Tô Lâm cũng như làm đẹp lòng Bắc Kinh sẽ khiến cho người dân và đất nước Việt Nam chịu thiệt hại lớn nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Lương Cường đập vỡ nồi cơm của Tô Lâm để lấy lòng Bắc Kinh, ai là người chịu thiệt hại? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và ứng theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.